Bây giờ tất cả chúng ta ngồi trong đây ai cũng có cha có mẹ hết. Không ai mà không có cha có mẹ chứ. Vậy thì bây giờ có nhiều người cha mẹ mình còn sống, mà hoặc là có những người cha mẹ mình đã chết. Bây giờ cái chuyến này mình đi đến đây, mình cũng bỏ cái công ra mình tu nhân tích đức, mình bỏ cái công ra mình nghe pháp niệm Phật, lễ Phật, cũng chịu khó ở xa đi đến đây chịu khó tu hành, giữ cái tâm mình ổn định để mình tu hành hai ngày nay. Để làm chi? Nếu cha mẹ còn sống thì con nguyện cầu an cho cha mẹ của con. Còn nếu cha mẹ con đã chết, ông bà tổ tiên con chết, thì bây giờ con nguyện cầu siêu cho ông bà tổ tiên của con. Hoặc là có những người mang cái nghiệp phá thai gì đó, có những người phụ nữ phá thai 2-3 lần, 1-2 lần, thì biết rằng là bản thân của mình mà ai chỉ cần cầm một cái lưỡi lam gạch nhẹ vô tay mình thôi là mình nhảy trong đổng rồi. Thôi có khi mà con kiến nó cắn mình một phát thôi là mình lấy cái tay mình đè con kiến nhặn nó cho nó chết phức cho rồi đi, mày cắn tao, đúng không? Thì quý vị coi, một con người cái tâm thức nó còn cực kỳ cao hơn, mà bây giờ nó đến với mình, mình không chấp nhận nó, mình đi phá nó. Cái khổ đau của nó là nó muốn được làm người. Bây giờ nó mới vào trong bụng mình thôi là mình giết nó chết queo rồi. Thì quý vị biết rằng cái tâm thức của nó oán hận mình, nó trừng mắt nó nhìn mình cỡ nào chưa? Rồi thêm một cái nữa, mà nó nhìn mình mà thương những đứa con mà sanh ra đó, sanh những đứa con ra, những đứa con thì phá đi, mà những đứa con thì sanh ra đó, trời ơi nó oán hận đừng có nói. Mà nếu như đứa con đó còn phước thì bây giờ nó chưa đụng được đứa con đó. Nhưng mà khi đứa con đó mà hư rồi, phước nó giảm rồi, bắt đầu mấy cái đứa phá thai bắt đầu nó đến, nó khích. Nó khích làm sao cho cái đứa con này phải làm cho cha mẹ lên bờ xuống ruộng. Làm cho cha mẹ lên bờ xuống ruộng để nó hả hê cái tâm tư của nó. Thấy không? Có nghĩa là cái tội phá thai là cái tội giết người, mà giết ai? Giết con mình. Bởi vì thường những buổi chia sẻ học pháp những đức thường nghiêng qua chỗ này. Tại vì bây giờ cái chuyện mà phá thai trong cái cuộc đời nữa nó nhiều quá rồi. Quá nhiều cái việc phá thai. Hình như đa phần phụ nữ có chồng phần nhiều là có phá thai. Quý vị có đa phần rồi. Nên bây giờ quý vị coi kiếp nạn dãy đầy. Như mấy năm nay dịch bệnh, hết dịch bệnh rồi cũng bệnh này bệnh kia tùm lum tùm la. Thời tiết thay đổi thất thường. Nhưng mà quý vị coi buông ra một cái, con người có thiện đâu quý vị, đúng không? Quý vị coi bây giờ mình là người nghe Phật pháp mình hiểu nghe, cái nhân sinh kiếp nạn như vậy cũng là một sự nhắc nhở mình, cảnh tỉnh loài người. Mình đã đến cái gì với nhân loại mà bây giờ nghiệp quả đến như vậy? Nếu như người tu thì nhận thức được, nhưng mà người không tu thì quý vị biết rằng là họ nghĩ rằng cái đó là thiên tai này kia là thôi, xong qua rồi là tính nào thật nấy cũng bình thường. Nhưng mà cái kiểu như mà bây giờ vật giá leo thang, tiền bạc kiếp thì ít mà vật chất thì lên giá cao. Cái thời cuộc này là cái thời cuộc cơm áo gạo tiền này. Cái thời cuộc kinh khủng lắm nè. Khi mà lòng người mà đến mức khổ cùng cực rồi, giết người đoạt của, trộm cướp tà dâm đủ cách để mà kiếm cuộc sống, nó kinh lắm. Mà khi lòng người mà như vậy nhiều rồi thì quý vị biết rằng là thôi kiếp nạn cái như là dãy đầy. Có nghĩa là mình sống trong cái thời cuộc kiếp nạn. Kiếp nạn cái như là dãy đầy. Nên tổ sư nói rằng là một đời tệ hơn một đời, một đời khổ hơn một đời. Mà quý vị bây giờ mà người học Phật nghe, quý vị bình tĩnh suy nghĩ nhìn đi, cái cõi đời này đi quý vị, phải là một đời khổ hơn một đời. Nó càng ngày nó càng khổ, nó không sung sướng mà càng ngày nó càng khổ. Mình là người học Phật mình thấy còn có niềm vui. Nếu như thật sự nghe giáo dục mà có cái tâm giải thoát thì mình cảm thấy mình còn biết bình yên trong một cái gia đình của mình. Mà nếu như gia đình mà chỉ có một mình học Phật mà 4-5 người trở ngại, mình cũng khó khăn lắm á quý vị. Cũng khó khăn lắm chứ không phải giỡn đâu nghe chợ. Có một cái cô kia mà cô đến cô nói rằng trời ơi thầy ơi, đúng là chẳng ai phai cũ gì chồng. Cái bà đó kia cũng trên thành phố, cũng đi với cái nhóm đoàn Phước Tịnh đi hả, lên mới gặp. Bà nói trời ơi gì đâu thầy ơi thầy, chồng nó bệnh rồi, nó nằm một chỗ mà tay chân thì nó đi không được, mà cái miệng sao mà nó nói hoài. Phải chi tay chân nó đi được đi, cái miệng nó ngậm cũng được. Còn cái này tay chân nó đi không được mà cái miệng nó thì nói được.
Trời ô thầy, nó lựa bằng đêm nó giữ, bằng ngày nó ngủ, nó chơi giờ ác đạn không. Bằng đêm con mệt muốn chết, con chuẩn bị nghỉ thì nó chữ, nó bắt con gót nước, bắt con lăm mình, bắt con bóp tay bóp chân, thấy không? Nó làm cho con ngủ ngay không được gì hết trơn, con mệt te tua hết trơn. Khi con mệt thì bắt đầu nó đi ngủ, khi con chuẩn bị đi ngủ thì nó thức nó chữ. Như vậy có khi cũng gặp trường hợp gì nè. Rồi bắt đầu nó ngủ hả hê, rồi sáng con làm việc, con đi làm việc thì nó ngủ. Khi con vừa ngưng công việc, con chuẩn bị nghỉ thì nó kêu con, nó bắt con làm việc, nó chữ. Nó cứ làm như vậy. Mà có khi mấy tuần lễ con chịu hết nổi, con có niệm Phật hết nổi rồi, con kiệt sức rồi, thì bắt đầu nó chữ con tức, con cự lại. Khi con cự lại thì tâm trạng con bị nặng nề, là mình học Phật mà bây giờ mình cự lại với nó, bây giờ mình tạo ác nghiệp nữa, cái bắt đầu nội tâm con nó quặt ngược lại với con. Giết con chịu hết nổi rồi thầy, ôi thầy, bây giờ thầy tính với con cách nào đi. Nhưng Đức nói chuyện của bà mà kêu tôi tính. Thấy không? Nói, thầy ôi thầy, bây giờ con muốn giải thoát, con muốn thoát thằng chồng này kia, con chịu hết nổi nó rồi thật sự. Con cũng nghĩ rằng con cũng trả nợ, nhưng mà cái kiểu cách mà nó đòi nợ kiểu này, chắc con chịu hết nổi, chắc con cũng đọa lạc theo nó luôn quá thầy. Nó bây giờ thì tính cách nào thì giúp cho con để giải thoát sớm sớm nào tốt cho nãy thầy ố. Những Đức nói thôi bà lấy dao và cắt cổ nó đi thì sống. Bây giờ bà cứ nghĩ đi. Ủa là cái thứ gì đâu mà nó đòi nở ác đạn như bà chịu không nổi, mà bà kêu tôi bây giờ tính cho bà con đường giải thoát. Thì bây giờ chỉ còn có một cách, bà cầm dao bà cắt cổ nó bứt cho rồi đi, cho nó chết đi rồi xong rồi bà đi tu. Nó chờ là chờ giết cười xong rồi đi tu thầy. Thấy ừ. Vậy thì bà có gì cũng không được chứ thôi. Vậy thì bà cứ tiếp tục bà trả nợ đi. Nó bây giờ bà cứ nghĩ đi. Nghe không? Nó nằm chỗ mà nó chữ gì hoài, đây cũng là con quan gia. Mà quan gia thì cũng không phải lúc nào cũng dịu với nó được đâu. Không phải lúc nào cũng hiền với nó được đâu. Quan gia không phải lúc nào cũng hiền với nó đâu. Quan gia mình cũng nhìn thấy nhiều loại quan gia. Quan gia khỏe mạnh, quan gia có điều kiện, quan gia có danh tiếng, quan gia có sức mạnh hơn mình. Thì thôi quan gia này mình quạt ngược không được, đúng không? Còn quan gia nằm chỗ, quan gia nằm chỗ thì tính nó đi. Thấy không? Mình tính nó. Thấy không? Thì bà hỏi rồi thầy tính giùm cho con đi. Xong những Đức nói bây giờ nè, bà có con không? Là giờ có ba đứa. Ba đứa con lớn có vợ có chồng hết rồi. Những Đức nói vậy thì bây giờ á, bà nói với con quan gia, bà nói: "Quan gia ơi, tao đi đến chùa tao tu mấy tháng luôn á, mày ở nhà tao kêu quan gia con lo cho mày. Mà mấy con quan gia con của bà là nó chăm bữa cái bữa đực à. Tại vì nó còn cái gia đình của nó không có chăm hết lòng hết dạ như bà đâu. Mà nó bỏ cho ăn đại ăn càng đó, nó còn đi lo việc nó, lo con cái nó nữa, mày hiểu không? Thì bây giờ bà đi đến đây á, bà ở suốt luôn đi. Rồi bà đưa cho con của bà nó chăm đại chăm càng cho lên bờ xuống ruộng chơi. Thì cái con quan gia mà liệt nằm liệt giường liệt chiếu lúc đó nó mới biết sợ. Nó thấy cái con quan gia cái kia chăm ngon hơn mấy con quan gia con này. Lúc đó thì bắt đầu nó mới nói với những cái con quan gia con này, nó nói là: "Mày kêu quan gia mẹ về đi. Tao về tao sửa đổi lỗi lầm, tao không có dám đụng nó đâu. Nó làm thiệt hả? Nó bỏ tao thiệt hả?" Thì lúc đó nó hạ nước nghe. Tại vì cái con quan gia này liệt giường. Còn nếu như con quan gia mà đủ sức mạnh, có tiền, có danh, có đủ sức mạnh hết luôn, thì mình quạt con quan gia này không có được, mình phải chịu thiệt hoàn toàn. Chịu hạ mình để sống với nó, tại vì mình cái nghiệp duyên, chánh không có được, mình hạ mình trong đó mình tu. Còn cái con quan gia mà nằm một chỗ liệt giường liệt chiếu là bị quạt ngược nó liền. Tuy là bị trả nợ nhưng cũng bị quạt ngược luôn. Quạt ngược bằng cách nào? À, nằm chỗ, chữ đi, tôi ra ngoài trước tôi ăn cho nó ngon, nhịn đói cho chết đi. Làm bộ cương lại với nó, bỏ đói cho nó vài ngày. Khi nó đói tá lả âm binh rồi lúc đó nó mới năn nỉ mình cho ăn. Mình không có ác, nhưng mà mình cho con quan gia này nó biết mặt. Hiểu chưa? Cho con gia này nó biết mặt, khi nó đói, nó mệt, nó te tua hết trơn, nó năn nỉ. Lúc đó mình lợi, mình lo, mình nói: "Từ hôm nay mà còn chửi rủa nữa thì bà cho biết thăng nghe chưa?" Đúng không?
Quý vị đi đến chùa quý vị coi á, tại sao mà trong Phật giáo mà có thằng hộ pháp hai vị mà có người le lử và người mặt đẹp. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Đối với con người á, có những khi á, cũng phải dùng một cái gương mặt rất là từ bi. Nhưng có những khi Bồ Tát cũng phải chuyển gương mặt từ bi qua một cái gương mặt cực kỳ hung dữ. Chứ đâu phải lúc nào cũng là chỉ có là gương mặt từ bi. Nếu từ bi mà không có gương mặt dữ dội thì làm sao là trí tuệ? Trở thành nhu nhược làm sao? Đúng không? Giả nợ mà trở thành nhu nhược thì trở thành ngu si. Nên cái người mà thật sự cầu giải thoát là người ta rất là cứng cỏi, chứ người ta không có bị cái vấn đề của cái mà nhu nhược. Thì quý vị phải nhớ nghe, cái người mà người ta cầu giải thoát người ta không có nhu nhược đâu. Như những đức ở đây mà lo cho các cụ già, tuy những đức thương các cụ dữ lắm, nhưng mà các cụ mà cương với những đức là không có được đâu. Không có được với những đức đâu cho quý vị biết á. Nên quý vị coi người ta lo cho 1200 người, ta hét một cái không có một tiếng ngó hét. Quý vị coi những đức mà ngồi hợp đố mà ai mà có dám ý kiến là bậy, dám ai mà nói chuyện vô được luôn. Tại vì sao? Nó phải có quy tắc của nó, hiểu không? Còn khi mà những đức ngồi với nhà ăn, những đức nói chuyện mỗi ngày, có ai mà dám đứng lên làm bậy làm bạ nói cái gì không? Còn nhà của mình ngồi mình nói chuyện mấy câu là nó trả lời sùm, tứ tung lang tài. Còn quý vị coi có nhiều buổi họp đó nghe, mà người ta ở trên cấp trên nói chuyện, cấp dưới bấm điện thoại, vì nó có quy tắc gì không? Nên trong nhà Phật vẫn là có một quy tắc đặc biệt, mà nhất là đạo tràng niệm Phật. Tại vì ta nói nhân quả mỗi ngày, nên quý vị coi người ta nói chuyện có ai ở dám cầm điện thoại ở dưới mà bấm không? Vì coi cái đạo tràng mình nè, đơn giản như Đức là người bình thường thôi, nhà Đức nói chuyện có ai ở dưới mà cầm điện thoại bấm không? Coi sao mà được? Người ta trên ta nói chuyện mà dưới mình cầm điện thoại bấm, sao coi được, hiểu không? Vậy đó mà một số nơi mà toàn là những người tu nhiều năm không á. Vậy mà khi mà ở trên các vị hòa thượng giảng, ở dưới cầm điện thoại bấm, có không? Các người xuất gia lại có, mà cư sĩ thì không có. Mà cư sĩ phải được dạy mà không có nghe. Còn nếu như đi đến ngôi chùa mà không dạy thì cư sĩ cũng vậy luôn. Đi đến chùa cũng tá lả âm binh, tào lao bác sĩ không? Nào, nên đối với quan gia, quý vị phải có cái từ bi để cho nó gần gũi, và phải có cứng cỏi để răn đe. Đó, nên những đức dạy cái bà kia. Cái bà kia khi bà nghe rồi bà nói là để con về. Bà để con về, nói bà về bà làm gì bà làm đi. Bà nói vậy thì sao thầy? Cắt cổ nó hay là hăm dọa nó? Nói bà này bà tưởng đâu cắt cổ thiệt trời. Thôi bà về bà hăm dọa thôi với cắt cổ cái gì? Cắt cổ ở tù chết. Nó chơi vậy thôi biết không? Bà về bà dùng mọi cách làm sao mà bà lo cho con quan gia này mà nó đừng có tạo nghiệp nữa với bà, hiểu không? Đó thì bây giờ nó nằm chỗ rồi, nó đang nhờ bà mà. Thì bây giờ vợ chồng bà bỏ đi tu thì coi không có được, trong khi người ta đang như vậy. Bà bỏ bà đi thì miệng đời nó kêu ghiêu coi không có được, thấy không? Từ khi là con cái nó đứng ra nó lo hết, nó kêu mẹ đi tu đi, mà thằng quan gia đó nó cũng bu mình thì mình đi, hiểu không? Còn bây giờ không ai lo cho nó, bây giờ mà bỏ nó, mình cũng đã từng chung chăn sẻ gối với nó, mà bây giờ nó gặp nạn mà mình bỏ nó thì làm người làm gì có sao được, hiểu không quý vị? Cái gì nó cũng phải có tình có nghĩa đó. Bà nói trời ơi cái con quan gia này tí nó nằm chỗ mà con nghĩ nó chắc lâu chết lắm thầy ơi. Thầy nó nằm chỗ thôi chứ con thấy nó tỉnh veo à thầy ơi. Thầy mà con chờ cái ngày mà con đi vô chùa tu chứ con không biết ngày nào mà nó chết mà con đi được. Thì những đức nói rằng như vậy thì bà cứ tu với nó thôi. Bà cứ tu với nó khó lắm thầy ơi. Thầy nó không đơn giản chút nào, cực kỳ khó tu luôn. Có khi mà con niệm Phật không nổi với nó luôn đó thầy ơi. Thầy những đức nói bây giờ bà phải mạnh mẽ, bà phải chuyển xây nó bằng một cách nhiều khía cạnh để giải quyết vấn đề, chứ bà đừng hoàn toàn nhu nhược thôi. Tự nhiên bà bây giờ bà trả nợ nó, cứ đè đầu cỡ cổ nó chửi bà hoài, mà nó nằm chỗ mình nó chửi, nó chỉ còn cái miệng thôi à. Bà lấy cái khăn bà nhét vô miệng nó cái cho nó hết chửi. Giờ tay chân nó sủi bại hết trơn, mới còn cái miệng nó còn chửi nữa. Bà lấy băng keo bà băng ăn cái miệng nó, bà lấy củi ấp bà nhét vô nó, cho nó nằm ở đó đi, cho nó chửi chi mà nó chửi hoài à. Cho nó khỏi chửi nó còn đỡ tội lỗi hơn, để cho bà yên mà niệm Phật. Rồi tới giờ ăn cơm thì bà lấy cái cùi bắp ra bà cho ăn. Thứ gì đâu mà hung dữ kỳ cục, hiểu không? Nó ở đây mà mấy bà già yếu yếu trong chùa
nó mà chăm lo mà có bà nào mà như vậy đâu, thấy không? Đó, giữ với mấy cô nhà Đức vô, nhà Đức nói nè, bây giờ bà muốn đi ra ngoài đường ngồi không? Bà muốn đi ra ngoài đó ngồi và không ai đút cơm không? Bà nói sao? Sao mà hung dữ dữ vậy? Nhưng Đức nói hung dữ cái gì? Hung dữ người ta lo cho bà mà bà, con người ta vô người ta lo cho bà, mà bà hung dữ bà chửi người ta, bà chửi người ta giết rồi làm sao mà ai mà có sức mà lo cho người khác? Bà làm gì con sao được? Bà nghĩ đi, con bà nuôi nó khôn lớn mà nó còn không chăm bà, mà bây giờ người ta chăm bà là bà cảm ơn. Nợ nặng gì tôi không biết, nhưng mà trước mắt tôi thấy người ta lo cho bà là bà phải cảm ơn thôi, chứ bà không có được quyền hung dữ như vậy đâu. Bà mà hung dữ nó là những Đức xử lý bà đó. Những Đức đem ra bà ra ngoài sân, những Đức để ngoài đó đó nghe. Bà tin không? Bà đây tin chứ. Tin chứ. Ờ. Nói. Xong rồi Đức mới nói đây nè, bà coi cuốn sổ này đi. Bà coi cuốn sổ này, bốn người đó tôi ghi tên rõ ràng đó, ngày mấy tháng mấy á, ngày 1 tháng 2, bà Trần Thị Ba lì quá nói không nghe, cuộc lên cầu cờ treo một tiếng. Bà Trần Thị Bốn ngày 2 tháng 7 lì quá cuộc hai cái tay treo nửa tiếng ngoài nắng. Bà thấy chưa? Này, sao thấy ghê dữ vậy? Thấy không? Nó xìu xuống liền, thấy chưa? Nó xìu xuống liền. Bởi vì quý vị coi, trong chùa già đông vậy mà ta lo được. Rồi xong xìm xuống rồi mới thương. Thương rồi bắt đầu là có tình cảm. Còn từ đó về sau không có dám hung dữ với người ta nữa. Nên mấy cô á, có mấy cô thôi mà nó chăm cái khu mấy chục bà già đó. Mấy chục bà già yếu đó bị coi, thấy không? Nó đâu có chuyện chửi rủa tầm bậy tầm bạ đâu. Sao mà ngoài đời có người mà nó chửi tào lao bác xếp kỳ cục với chợ. À, nên á, thêm cái nữa nằm ở cái chỗ. Đi tới lui gì cũng được chứ á. Mà còn nghe được, còn nói được, nó chửi đúng không? Để nó vô cái phòng nào đó, bắt máy điện Phật lớn lên phá cửa lại. Ồ. Bắt cái lò những Đức lên. Cái lò mà niệm địa chung á. Cái lò niệm địa chung, cái điệu nhanh nãy đó, thì nó chửi theo kịp mới sợ á. Cái lò niệm địa chung á, A Di Đà Phật, nó gõ lìa. Thì bắt đầu là đầu tiên thì nó cũng chửi nè, ba mẹ mày, mày làm gì mày niệm, mày la ông sùm. Thì nó chửi một chút thì cũng không có nổi, thì những Đức cứ A Di Đà Phật. Hiểu không? Thì bắt đầu là nó chửi một chút đâu có nổi, thì nó bắt buộc nó phải im cái miệng, nó nghe A Di Đà Phật, nó nghe ngơ ngác, nhưng nó nghe chứ mà nó nghe đơ luôn, có nghĩa là hành hạ nó bằng câu A Di Đà Phật. Hành hạ và qua giờ đạo Phật thử coi, dù con qua gia này nó có chết đi đi chăng nữa, nó cũng văn danh được phước, là nghe danh á, nghe danh được phước. Còn mình chửi nó mình có tội không? Mình chỉ hăm he bằng cái cách phương tiện thôi, chứ mình không có ác ý, hiểu không? Rồi nó nằm im đó, mình để vô cái phòng, mình đóng cửa phòng lại, mình để máy niệm Phật chọc, mình nói còn hăm he, còn nói một tiếng nữa là tiếp tục thêm 2 tiếng niệm địa chung. Hiểu chưa? Cái điệu địa chung á, cái điệu địa chung có sẵn luôn, nó niệm tá lả âm binh, nó niệm trời ô, quý vị bắt mấy tiếng đồng hồ nó cũng niệm mấy tiếng. Rồi quý vị coi nó hung dữ cỡ nào, nó nghe trong vòng 3 tiếng thôi là quý vị bước vô quý vị thấy nó làm gì nè. À, ngắt ngay hết trơn. Tại vì cái điều niệm của những Đức mà bây giờ ai niệm theo bình thường thì được, chứ cái kiểu mà nó không nghe được câu Phật hiệu mà nó những Đức mà làm mà A Di Đà Phật nó làm, nó gõ keng keng á, nó nghe một chút tay chân mắt mũi gì ngắt ngay hết chứ. Rồi mình vô mình nói được chưa, còn hung dữ nữa không? Hung dữ nữa tao bật máy. Trời ơi, cái câu Phật hiệu là mà nghe không quen rồi, nó kinh lắm quý vị, ô nó kinh khủng lắm. Quý vị nói, quý vị bước vô nghe, quý vị vừa thấy khó, quý vị nói bật máy nghe. Bật máy. Thôi, đừng có bật máy. Máy thì sợ lắm, nghe không? À, quý vị biết rằng cái tâm hung dữ là cái tâm ma quỷ. Mà câu Phật hiệu là cái chữ giác. Mà chữ giác nó đối kháng với cái tâm ma quỷ, là tâm ma quỷ nó bị căng thẳng đó quý vị.
Cái người mà nó không đủ phước nghe câu Phật hiệu nó nghe nó căng kinh khủng lắm. Còn hơn là quý vị cầm búa bữa vô đầu họ nữa. Nên quý vị chơi cách đó quý vị không có tội. Không có tội. Nhớ nha, đúng là mà phát minh cái cách mà giết quan gia này ghê thiệt. Quý vị đúng dùng cái điệu địa chung của những đức. Cái điệu địa chung A Di Đà Phật thì còn đỡ hơn Nam Mô A Di Đà Phật này nè. Cái điệu Nam Mô A Di Đà Phật này cái khánh thánh còn ác đạn hơn nữa. Khen 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 vậy đó. Quý vị vớt chừng 2 tiếng một ngày. Ngày bị vớt chừng 4 lần thôi là 8 tiếng đồng hồ thôi thì. Mình đi ra ngoài mình đi làm mất tiêu rồi. Mình đi làm rồi thì mình bỏ đại trong đó, mình phá cửa lại. Để ngay trong đó mình bắt điều niệm Phật lên. Niệm không niệm thì kệ mày. Nhiều bà ở đây chắc nuôi chồng mà nuôi con đồ mà lì lợm chắc cũng làm á nghe, chứ không làm nè. Mà cách này hay đúng không? Hay đó. Nói bà cụ già ở chùa thấy không, phòng nào cũng để niệm Phật hết. Mới vô nói thầy ơi hồi tối niệm Phật cả đêm ngủ không có được. Nhưng Đức nói người ta ngủ được mà, con nghe không có quen, ở nhà đâu có nghe kiểu này, cái gì đâu mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài. Mắt nó không có ngủ mà lỗ tai nó cứ nghe hoài. Con cũng không muốn nghe mà sao nó cứ tìm tội nó nghe hoài. Cả đêm hồi tối không có ngủ một chút nào hết trơn. Giờ mệt quá thầy ơi. Những Đức nói bà phải nghe cho quen. Bà ở đây là bà phải nghe cho quen. Thấy không? Không có chết đâu, đừng có lo. Bà chịu khó thằng từng nghe. Bà nói trời ơi con đêm mà muốn chết rồi. Từng chắc chết thiệt quá thầy ơi. Những Đức nói yên tâm không có sao, chùa có một đống quan tài mới đem về. Được. Mày thấy không? Mày thấy mạnh mẽ cứng rắn không? Nó nên nó bị thấy chưa? Vậy đó mà 1200 người bà già nào những Đức đuôi cũng mập lù. Mập lù, trắng tươi. Có hại gì đâu. Nếu ban đầu mà những Đức không cứng rắn thì chịu thua. Quý vị. Nó vậy mà bây giờ phòng nào cũng để niệm Phật nghe quen. Bữa nào mà cúp điện cái thời bà nói sao lạnh lẽo quá. Bữa nay không nghe niệm Phật lạnh lẽo quá. Thử hỏi bà cụ có phải không? Nó tất cả các bà cụ trong chùa mình bữa nào mà cúp điện là bà nói quá lạnh lẽo trong chùa, sao mà lạnh lẽo quá. Thấy chưa? Cái gì cũng phải tập thành quen từ từ. Tập. Nó nên quý vị nhớ nè, đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ này nè. Những Đức nói rằng mỗi người đúng ra phải 2 cái á. Hết pin cái này thay cái kia. Hết pin là thay cái khác liền, cứ đeo hoài luôn. Những Đức chia sẻ Phật pháp mà đeo cái máy niệm Phật này làm mẫu hình cho quý vị làm theo đó. Nghĩa là Những Đức thấy nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Quý vị biết rằng là chùa mình bây giờ Những Đức bận dữ lắm luôn á. Tại vì tới 4 đạo tràng đi vòng vòng Những Đức bận dữ lắm quý vị. Nhất là trước những ngày lễ, trời ơi, nó bù đầu bù cổ luôn, khan tiếng luôn á. Họp sắp xếp việc tùm lum, rồi giảng 4-5 buổi để sẵn đó cho 2 ngày nay khỏi lo. Nhưng mà một ngày 4 buổi này tu chung luôn cho nó tiện phải không? Thì vị biết rằng là nó không đơn giản chút nào nghe. Vậy mà chỉ có cái máy niệm Phật này mà Như Đức chạy xe qua lại bên chùa, chùa bên kia bên đây nữa, đi tới lui ngày mấy lần à. Vậy mà bước ra cái là cái máy niệm Phật này nè. Rồi đi vòng vòng chùa đều là cái điều niệm Phật này không. Cái máy niệm Phật này không mà bắt để bên cạnh suốt luôn. Vậy đó mà đi vòng vòng chùa cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật hoài theo cái máy. Vậy mà dụng công tu mỗi lúc mỗi nơi đó quý vị. Vậy mà nó tích tụ nguồn năng lượng. Ghê không? Nên Như Đức nói cái máy niệm Phật nhỏ này hay dữ lắm. Trong cái thời cuộc mà nhiều kiếp nạn này quý vị, đi đâu cũng đeo niệm Phật hết. Sự hỗ trợ cực kỳ lớn luôn. Quý vị nhớ rằng con người chúng ta mà khi kiếp nạn đến là chúng ta bị mê. Bất tử kiếp nạn gì là nó làm cho mình mắc. Cái tâm mà nhớ Phật của mình hết hồn nó quên. Nhưng mà nhờ cái máy niệm Phật bên cạnh, bắt niệm Phật này nè, nó niệm lên cái nó nhắc mình ô, mình niệm Phật mà, mình nhớ rồi, thầy Đức cũng khuyên mà gặp kiếp nạn gì phải niệm Phật chứ. Bắt đầu tức khắc lúc đó nhờ cái máy này mình niệm theo. Niệm theo nghe. Hoặc là mình đi xe cộ gì mà mình gặp cái kiếp nạn gì nó đến với mình bất tử, là nhờ nó bên cạnh đó. Nhờ nó bên cạnh nó nhắc nhở mình mà bình tĩnh được cái tâm. Mà khi cái tâm bình tĩnh rồi đó nghe, thì nó mới niệm được câu Phật hiệu. Còn khi cái tâm mà nó mất bình tĩnh rồi là tự nó quên câu Phật hiệu.
Mà khi cái tâm nó sanh sợ chết cái là gọi là cái nghiệp duyên nó dẫn dắt mình, đẩy mình đi luôn xuống tam đồ ác đạo, thất bại tiêu luôn, thấy không? Nên cái đeo cái máy niệm Phật này quan trọng. Nên những đức nói quý vị là quý vị đi đến chùa, những đức nói bây giờ mình có chút đỉnh tiền, mình định cúng dường tam bảo đúng không, đặt 10 cái máy, 20 cái máy nghe pháp, máy niệm Phật, mình cầm về mình tặng cho dòng họ của mình, tặng cho dòng họ của mình. Bây giờ cái tiền đó là cúng dường tam bảo đúng không, bây giờ đem tiền đó đặt máy nghe pháp luôn, đem về cho dòng họ của mình. Còn nếu như bây giờ nhiều quá mình không biết cho hết thì lúc đó mình cúng dường tùy mình đúng không, nhưng mà mình chút đỉnh tiền 2-3 triệu định cúng dường, đặt máy nghe pháp, đem về cho bà con dưới quê, đem về cái làng quê mình á. Xong bắt đầu là mình đi chùa về, phải không? Mấy bà con dưới quê chưa đi đó, nay cô con đi chùa, cái lọc của chùa con tặng cho cô. Con thấy mấy bà già trong chùa bà khỏe, bà vui ghê luôn cô. Bà già nào cũng cầm cái máy nghe pháp, bà nghe thầy giảng mà bà vui đó cô. Nên con thấy hay quá, con mua một cái máy con tặng cô nè cô. Con chăn quý lắm nghe, con tặng cô đó nghe cô. Thấy không? Tặng. Cái bắt đầu mình chỉ bà, lúc nào mà cô mà nghe mà cô có việc bận đó, cô cho cái bà già kế bên mượn nghe, đừng có cho luôn, cho mượn nghe. Cho mượn nghe 2-3 tiếng, 3-4 tiếng, 5-7 tiếng, xong rồi cô lấy lại. Đó. Như vậy đó mà đem tịnh độ truyền về miền quê của mình từ từ. Có nghĩa là phải có cách để mà mình truyền pháp môn tịnh Phật này ở quê hương, hiểu không? Bây giờ quý vị đem 2 triệu quý bỏ cái thùng tam bảo này, quý vị về nó đâu có món quà gì nào. Lấy 2-3 triệu đó đặt máy nghe pháp, đem về tặng cho người dưới quê. Còn ai có tiền thích đúng không, đưa tiền tôi lại, tôi đưa cái máy, xong tôi đặt cái máy nữa, tôi đưa tiếp tục từ từ giới thiệu cho người ta, tôi đặt máy tặng cho người thân tôi. Bà có tiền, bà nghe cái máy này có ý nghĩa đúng không, bà nên đặt máy này, bà cho bà con của bà. Thì một người nó cho cả dòng họ, một người nó cho cả dòng họ, thì từ từ nó rải ra như vậy, thì nó không dính người này, nó cũng dính người kia. Người nghe mà tiếp nhận được thì lợi ích của cái tiếp nhận, người nghe mà chưa tiếp nhận thì nó được kết duyên, hiểu không? Mình chỉ cần có cái tâm như vậy thì mình tu phước tu duyên cực kỳ lớn luôn. Nó phải có cách đó, nó phải có cách. Nên bây giờ về chùa mình ngày mai nè, những đức có 100 bộ tượng Phật, 100 bộ tượng Phật nó thành ra 300 tượng. Mới đặt tượng đây, bây giờ lần này đặt chỉ được có 300 tượng, ta làm không kịp. Nên được 100 bộ tượng Phật Tam Thánh nha. Thì những người mà ở dưới quê mình lên á, quý vị chuyến này mà mình muốn lên, mình thỉnh được một bộ tượng luôn. Là mình thỉnh một bộ tượng gì? Mình thờ trong nhà của mình. Gia đình nên thờ một bộ tượng Phật. Đây là cái mặt tâm linh mình phải thờ cho đàng hoàng. Rồi mỗi ngày có 2 thời khóa tu. Rồi mỗi ngày tâm trạng mình có chuyện gì mình buồn, mình vô mình nhìn Phật, tâm sự với Phật. Tâm sự với Phật bằng cách nào? A-di-đà-phật, 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 Phật ơi, chồng con vừa mới chửi con, Phật ơi Phật, con buồn quá, con biết chia sẻ cùng ai, Phật ơi, Phật nói với con nghe con phải làm sao. Tự nhiên cái tâm trạng hướng đến Phật nghe, thì tự nhiên cái tánh giác trong tâm mình nó sanh ra. Lúc đó Phật nói một câu cho mình nghe. Phật nói thì sao? Nhẫn nhịn đi con. Thì biết cái gương mặt của Phật, quý vị nhìn thì biết nhẫn nhịn liền à. Quý vị nhìn lên Phật phải không? Nhìn thẳng mặt của Phật nghe, nhìn bằng một cái tâm thật sự cung kính nha, thì quý vị thấy cái 2 chữ nhẫn nhịn. Dù cho người ta đối xử như thế nào, Ngài cũng mỉm cười. Hiểu không? Đó, nên Phật kêu mình nhẫn đi con. Nhẫn đi, hiểu không? Rồi con muốn khóc thì con khóc một cái đi cho nó xong, chứ con đừng có để ấm ức trong lòng, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà trong gia đình mà có thờ bộ tam thánh, đúng đây là một cái lộc lớn nhất trong nhà mình luôn. Cái lộc lớn nhất. Hồi sáng có một cái cô đó, cô đến cô gặp như thế, cô nói thầy ơi thầy, thầy cho con cái pháp danh nào mà cho con đổi đời của thầy. Những đức nói trời ơi, là trời pháp danh mà đổi đời. Nếu như mà đi chùa mà chỉ cho được cái pháp danh mà đổi đời vậy thì chắc là khỏi cần tu. Chỉ cần cho pháp danh mà cái kiểu này chắc nó giàu dữ lắm luôn. Chỉ cần ghi pháp danh thôi, một người bao nhiêu tiền chắc chắc giàu dữ lắm quý vị, hiểu không? Cái pháp danh nó không có đổi đời. Cái danh xưng nó chỉ là cái sự nhắc nhở thôi. Nên cái người xưa người ta đặt tên cho con cháu người ta lựa một cái mỹ danh đẹp. Còn có nhiều người dưới quê không hiểu thì đặt tên cho con kỳ cục.
Có khi con trai tự nhiên đặt cu đen. Có mà, dưới quê như tôi thấy rõ ràng có tên cu đen. Không lẽ sau này cái bà kia mới chỉ cái ông đó tên cu đen kìa. Thấy không? Nên từ nơi đó, không lẽ sau này lỡ thằng này nó học giỏi, nó làm giám đốc. Thấy không? Không lẽ nó làm giám đốc, cái tên của nó là gì? Hồ Văn Cu Đen. Trời ơi, giám đốc gì mà tên kỳ cục vậy trời. Thấy không? Cái tên á, cái tên nó rất quan trọng. Nên ngày xưa ông bà cha mẹ mà hiểu biết á, là người ta đặt tên cho con người ta là một cái mỹ danh rất là đẹp. Người ta lựa những cái tên những con người anh hùng, những con người chung quân ái quốc, những con người mà có công với xã hội đất nước, những con người mà làm những việc lợi ích cho mọi người, là ta lấy những cái tên đó người ta đặt tên cho con người ta. Hiểu không? Giống như vị đi trên đường quý vị thấy không? Nó Võ Thị Sáu, rồi đường này đường kia quý vị thấy không? Quý vị tra ra lịch sử đi, phải tất cả những cái tên đường nó toàn là những người anh hùng của đất nước, những con người làm những việc lợi ích cho xã hội không, đúng không? Thì mới là lấy làm tên đường. Nên khi đặt tên cho con mình á, đặt tên cho người là một cái tên nó phải có ý nghĩa. Giống như trong chùa mình có một cái cô, cô ở miền ngoài, cô vô đây cô tu, mà thấy cô này cũng tiếu tiếu, cô đến cô xin thầy, thầy cho con cái pháp danh. Vậy đứa nói, bữa nào đi, nay bận quá không biết đặt tên gì. 2 tháng sau mới đến, thầy ơi, thầy hứa thầy chưa đặt cho con cái tên. Cái tự nhiên Như Đức nhìn mặt bà Như Đức nói, thôi đặt cho cô Diệu Tỉnh đi. Nói, con đâu có uống rượu đâu mà thầy nói con sai. Trời ơi trời, cái bà này cô biết tên Diệu Tỉnh á, là cái ý nói á, là nhắc nhở cô tỉnh táo sáng suốt rồi mới đi học Phật. Chứ Những Đức nói cô sai gì. Nó cái tên Diệu Tỉnh hay lắm, tỉnh là tỉnh đó, tỉnh là trí tuệ, cô hiểu không? Bà nghe Như Đức nói rồi bà nói, ồ cái tên này cũng hay ha. Giống như hồi sáng cô kia nói, thầy ơi, thầy cho con một cái tên để đổi đời đi thầy ơi. Xong Những Đức quay qua, Những Đức nói, thôi vậy thì đặt cho cô cái pháp danh là Đức Thịnh. Bà nói, ồ cái tên này ngon nghe, tên này ngon nghe. Đúng không? Đúng rồi, người mà có đức thì nó thịnh chứ sao. Quý vị coi, nếu như con người mà thiếu đức làm sao làm được những việc quan trọng trong cuộc đời này. Có đức thì nó mới thịnh được. Ý muốn nhắc nhở cô muốn đổi đời thì phải tu nhân tích đức, chứ không phải là cái tên mà đổi được cuộc đời đâu. Mà cái tên chỉ là một mỹ danh để nhắc nhở cuộc đời con người mình phải làm cái gì đó trong cuộc đời. Như Những Đức được, ba Những Đức cũng đặt cho cái tên, tên Hiền. Mà cái mặt dữ cũng còn hơn cái gì. Hồi xưa chưa đi tu, mỗi lần mà người ta kêu tên Hiền, không mà ngộ thay người ta nghe tên Hiền là người ta muốn gặp mặt, coi mặt Hiền không, hiểu không? Mà nhìn cái mặt mình ai cũng nói trời trời sao mà tên Hiền mà cái mặt gì dữ dữ vậy trời. Mà ngộ ba Như Đức cũng đặt cho mình tên Hiền. Đi vô chùa ông thầy đặt cho mình tên Đức. Nên hai cái tên nó kết hợp, quý vị thấy phù hợp không? Hiền Đức hay Đức Hiền gì nó cũng ngon. Thì nó bắt buộc mình phải hiền, không hiền cũng phải hiền. Vì người ta gặp mình kêu anh Hiền thì mình phải hiền thôi, kêu giết rồi mình hiền luôn. Rồi bây giờ người ta kêu thầy Đức thì bây giờ quý vị, người ta kêu mình hoài cái Đức thì mình phải thương người chứ, hiểu không? Từ nơi đó một cái mỹ danh là để nhắc nhở cuộc đời con người mình phải sống làm sao có ý nghĩa. Mà có ý nghĩa, có phước đức thì là cuộc đời chúng ta thịnh vượng đó. Nên bây giờ các cháu nhỏ nhỏ đang ngồi đây nè, bây giờ các con là con trai nè, bây giờ con trai mà nghe được giáo dục từ khi còn nhỏ luôn, bây giờ mình đã nghe giáo dục rồi, sau này mình lớn lên, bây giờ mình nhớ ơn cha mẹ sinh thành nuôi mình khôn lớn cho mình đi học hành đàng hoàng, sau này cưới vợ cho mình, thì bây giờ mình có vợ rồi thì lúc đó mà gặp con vợ mà có đạo đức thì tốt quá, còn gặp con vợ mà nó hung sùng, mà nó có sắc đẹp mà nó lại hung sùng, nó mà kêu tới anh là em biểu, cái mình chạy lại mình nói dạ vợ kêu cái gì vợ. Bắt đầu nó chỉ này chỉ kia chỉ nọ ha, nó nói anh phải gì nghe, của cải của cha mẹ để lại anh phải lanh lẹ nghe chưa, hai cái nhà đó đó là cái nhà đó là cái nhà mặt tiền đó, anh phải kêu mẹ chia cái nhà mặt tiền này cho mình nghe chưa. Nó còn hai con bò, con bò này là con bò mạnh khỏe, anh phải giật con bò mạnh khỏe, anh đưa cho thằng Út con bò ốm nghe chưa,
anh mà không lấy được con bò mạnh khỏe là về đây là chết với tôi nghe. Thấy không? Trai nghe chưa? Bắt đầu nghe vợ nói vậy, bắt đầu là làm hum làm hổ với cha mẹ, chia cho con cái nhà đó, chia cho con bò đó, này kia đồ ha, vậy là thua rồi đó. Trai mà vậy là thua rồi. Thấy không? Bây hổm những đứa con bài học, không biết nó có nghe hay không. Con bài học là con trai đừng nghe lời vợ mà chửi cha mắng mẹ. Thấy không? Mình là con trai phải có cái nghĩa khí gì chút chứ. Cha mẹ tôi sinh tôi nuôi tôi không lớn nè. Bà biết rằng là tôi có cái thân này nhờ cha mẹ tôi cho nghe không? Bà làm vợ tôi mà bà hỗn ẩu với cha mẹ tôi làm có được nghe chưa? Nè, thấy không? Mạnh mẽ một cái. Người phụ nữ của mình mạnh mẽ họ một cái là họ họ sợ. Còn cái kiểu mà nói mà hét mấy thằng con sau này nghe, hét mày một cái mà là mình dạ. Không, nó mà lên mặt với mình một lần thôi nó lên mặt luôn. Các con nhớ mình con trai không phải đi ăn hiếp vợ, mà mình không có để vợ ăn hiếp mình. Cái nào vợ nói đúng thì mình nghe, còn cái nào vợ nói sai thì mình phân tách cho kỹ. Người thanh niên nó phải như vậy, chứ đừng có ỷ vợ đẹp mà nó nói cái gì mình nghe nấy, mình chửi cha mắng mẹ là sai. Bây giờ nghe giáo dục rồi phải hiểu nguyên lý này. Nó như bây hổm như đứa kể mà có con bé đó, mà nó mà cái thằng này thương nó rồi bắt đầu là định cưới nó, mà nó còn người cha yếu quá. Em bây hổm như đứa có kể phải không? Còn người cha yếu quá thì bắt đầu điện thoại lên chùa mình, nói thầy ơi thầy giúp giùm cho con được không thầy? Nói giúp cái gì? Thầy giúp đi rồi con nói. Nó trời ơi trời, nói đi tôi mới biết tôi giúp cái gì được chứ, tự nhiên giúp rồi tôi giúp cái gì? Không mà thầy giúp đi rồi con mới nói. Nó thôi không nói thôi tôi tắt máy à. Nó ừ vậy thì để con nói, thấy chưa, để con nói chứ. Bây giờ con có người yêu, yêu con mà ảnh quyết định cưới con, mà gia đình khá giả lắm thầy ơi. Nhưng mà con còn người cha già, mà con đi có chồng thì nhìn cha con ổng tai biến, ổng yếu quá, thấy tội nghiệp quá trời tội nghiệp. Mà con đi có chồng con cũng không nỡ, con nhờ thầy đem cha con về nuôi giùm cho con đi, để con đi có chồng cho yên tâm thầy ơi. Thì những đức nói cô cũng hiếu với cha cô quá trời luôn ha. Ha, con hiếu quá trời hiếu ha. Bây giờ những đức hỏi cô, cái thằng mà nó định cưới cô, nó thương cô nhiều không? Trời ơi thầy hỏi câu này nó thiệt chứ, con nói với thầy nó thương con đến mức không tưởng tượng được, nó thương. Vậy thì cô hỏi nó là em ở đâu có cho anh thương? Nghe không? Mấy nhỏ gái trong này nghe nghe. Sau này mẹ cha già mà thằng nào thương mà nói cứ á, tôi về tôi làm vợ anh cha mẹ tôi sao? Đúng không? Bổn phận làm con nhìn cha mẹ gì cầm lòng sao được. Bước lên xe bông mà nhìn cha mẹ thì làm sao nở lòng đi. Đúng không? Hay chưa mấy nhỏ gái ha? Hỏi bây giờ anh thương tôi không? Anh thương em. Anh thương em số 1. Anh thương em nhất trên đời. Đúng không? Dù mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng vượt qua. Đúng không? Anh thương em ghê gớm lắm. Ờ thương dữ lắm đúng không? Vậy thì bây giờ anh thương tôi, anh gước tôi, thôi anh gước luôn ba mẹ tôi về luôn đi, thì anh mới đúng thương tôi, đúng không? Bây giờ cha mẹ tôi sinh tôi, nuôi tôi không lớn, tôi chưa phụng dưỡng cha mẹ được, thì bây giờ thôi anh thương tôi, anh thương luôn cha mẹ tôi đi, để cho nó có nguồn gốc một chút. Thấy không? Mình kèm vô liền thử, thử cái thằng chồng mà mình chuẩn bị lấy này nè, cái đạo đức nó được bao nhiêu phần trăm. Nếu như mà thật sự học Phật mà hiểu đạo đức thì trời ơi cái này em khỏi cần lo, em khỏi cần nói. Anh tính rồi, anh dự định cưới em là anh đã cắt một cái phòng cho ba mẹ luôn rồi. Trời ơi, anh gước em, ngày đó anh cũng gước luôn ba mẹ em. Được không? À, vậy là mình nương tựa đúng nơi đúng chỗ rồi. Đúng không? Được rồi, đúng không? Đó, vậy là đúng rồi đó. Các vị phải nhớ nè, mình thương chồng thì mình thương cha mẹ chồng, mình thương vợ thì mình thương cha mẹ vợ. Đây là cái nguồn cội quý vị à. Cái nguồn cội, bây giờ ngày nay là ngày Vu Lan, chúng ta chưa nói về cái chuyện những đoạn kinh Vu Lan đó nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói nhẹ về cái việc, cái nguồn cội của làm người thôi.
Bây giờ này nhà mình giàu có nè, mình làm chồng nè, mình là một người đàn ông trong nhà nè. Bây giờ quý vị biết rằng á, mình biết cha mẹ vợ của mình ở quê nhà già nghèo, mình khỏi cần đợi vợ mình ra miệng nói cái gì chứ nha. Mình cũng nghĩ đến nữa, em ơi, mỗi tháng gửi cho cha mẹ chút đỉnh tiền cho cha mẹ à, dùng cái gì dùng đi em. Gửi chưa, tháng này gửi chưa? Không gửi tôi đi gửi tiền cho ông, cho cha mẹ nghe. Thấy không? Cái tâm của người đàn ông mà nó bao dung như vậy thì quý vị nghĩ đi, cái người vợ mình người ta thương mình cỡ nào chưa? Mình phải có một cái tâm bao dung như vậy đó. Quý vị biết rằng ở trong đây nè, mấy cô trong chùa vô chùa tu, những đức nói với mấy cô rằng sau này cha mẹ mà già lớn tuổi, nếu mà ở nhà mà con cái mà nuôi mà nó không được ổn định thì cứ đưa cha mẹ vô đây mình lo cho cha mẹ mình, hiểu không? Có nghĩa là mình nêu lên như vậy, tất cả các cô trẻ trong chùa, các chú trong chùa, những đức đều nói như vậy đó. Tại vì sao? Vì mình nuôi cha mẹ người ta được, làm gì mình không nuôi cha mẹ mình, hiểu không quý vị? Nên từ nào đó cái bổn phận làm con nó quan trọng là cái chuyện phụng dưỡng cha mẹ, chứ không phải là cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp chút là phụng dưỡng đâu. Không phải đâu, chưa đủ. Quý vị biết rằng nè, chùa chúng ta sắp sửa tổ chức Trung thu nè, tháng 8 á, hình như là 14, 15 gì đó, ngay thứ bảy đó, âm lịch nghe, là những đứa tổ chức Trung thu lớn dữ lắm á, mua 5.000 cái lồng đèn rồi đó. Năm nay tổ chức Trung thu, quý vị dẫn cha mẹ đi đến đây, dẫn những người già đi đến đây cho họ giữ một trận Trung thu, cho mấy bà già bắt cầm đèn Trung thu hết trơn. Quý vị chưa biết hả? Vì chưa biết mấy bà già bà chơi hả? Trời ơi, nhà đức nuôi người già, nhà đức mới hiểu. Thì ra quý vị ô, già nó trở thành con nít quý vị ô quý vị. Ừ, chúng ta đã hoàn toàn có nhiều ý nghĩ sai lầm rồi. Quý vị nói người già họ không thích chơi hả? Do cái quan niệm này mà người già ngồi đơ luôn quý vị. Ngồi đơ luôn. Riêng trong chùa quý vị coi mấy bà già chùa mình nghe, bà tung tăng còn hơn con nít nữa. Mỗi lần mà hát ca là mấy bà già mình mới lên mới nhảy nè. À, bà nhảy tung tăng vậy đó, bà nhảy từ đầu tới cuối luôn. Còn cho bà hát, cho bà nhảy, cho bà múa là bà chơi tá lả không bình luôn. Mấy bà già chùa mình đó. Thì những đức ngồi, những đức quan sát, những đức mới nhìn ra, những đức nói rõ ràng cái người già không phải là không thích chơi, mà là do chúng ta có một quan niệm già mà chơi cái gì để nít chơi. Thấy chưa? Nên những đức nuôi người già, những đức mới nhìn ra được chỗ này. Nên quý vị biết rằng có nhiều người già mà vô chùa mình cái ngày Tết mà giữ Tết đó, mà họ nói những đức câu gì nè quý vị: 60 năm cuộc đời mà chưa từng bao giờ vui được như một ngày hôm nay. Ôi, 60 năm cuộc đời thì coi á, họ nói vậy đó. Đấy, ở đây là những đức làm bao nhiêu chương trình, những đức nghe quá trời nghe luôn nè. Nên bây giờ Trung thu á, con nít cũng được chơi mà người già cũng được chơi luôn. Tất cả những người trưởng đoàn dẫn mấy bà già đi đến đây, kể đi cuộc đời mấy bà tuổi già sống được bao lâu, cho bà lại đây bà chơi. Bánh Trung thu, đèn Trung thu, đồ những đức mua hết rồi, hiểu không? Dẫn bà đi đến đây cho bà chơi nghe, rồi dẫn nít theo luôn, cho con nít nó bu xung quanh mấy bà già, như là tuổi già mà có nhiều con cháu, mình thấy vui lắm quý vị. Rồi năm nay những đức bắt mấy bà già là bà làm con nít. Ôi trời ơi, mấy bà già trong chùa mình trang điểm lại cho bà, gắn tóc giả đâu lên, làm con nít đồ ra cho bà diễn con nít. Trời ơi, bà thích dữ lắm, ngộ vậy đó. Nó nên những đức là làm chương trình là làm ngược không mà quý vị, làm ngược lại. Nó nên Trung thu nghe già cầm Trung thu đi nghe nhí nhảnh đồ nghe, nhí nhảnh đồ à, vậy đó. Mà con nít người già đồ là nó vui dữ lắm quý vị. Nên từ nơi đó cái Trung thu năm nay tổ chức nè, mà Trung thu cũng là giảng niệm Phật đó quý vị. Nó, cụ ơi, con dẫn cụ đi dự Trung thu nghe, là bà đi à, đi đến đây giảng niệm Phật cho bà nghe, rồi bắt đầu là chơi đàn Trung thu, thấy không? Đó, nên quý vị biết rằng mỗi một chương trình là chúng ta muốn đem Phật pháp để giới thiệu. Nên tất cả các cháu nhỏ khắp nơi đến dự Trung thu chùa mình vui dữ lắm, rất là vui. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ này những đức thấy đúng là thiện căn nha, trai mà ngồi đồ đàng hoàng nghe pháp, thấy không? Hiếm có vô cùng. Trai đồ mà biết nghe pháp là thấy sau này là đặc biệt rồi nè. Nó rồi mấy nhỏ gái rồi trẻ trẻ mà nó nghe Phật pháp là đứa nào mà nghe Phật pháp là thấy mặt hiền lạ gì. Ừ,
Như những đức mà học Phật pháp mà hung dữ mà nó còn thành hiền nè. Nó hung dữ mà còn thành hiền á. Nó chỉ biết mình không biết ai chứ, mà bây giờ nó tu từ từ còn chuyển được đó. Nên từ nơi đó đi đến chùa phải cần nghe được giáo dục. Nhớ nghe, đi đến chùa cần nghe giáo dục để hiểu cái nguyên lý hôm nay mình đi đến đây để làm gì. Chứ không phải là đi vòng vòng rồi đi về. Tính toán ngày nay tôi đi 20 ngôi chùa, 30 ngôi chùa, không phải. Không nghe được cái gì chứ thì không có kết quả đâu. Nên những vị trưởng đoàn đồ mà giới thiệu dẫn người ta đi ngày, hai ngày nay du lan, quý vị công đức thù thắng. Cỡ nào cũng ngồi nghe được một chút. Mà nghe nãy giờ cũng dễ hiểu nữa. Điều khuyên người ta tốt không thì ai mà không thích nghe. Nên từ nơi đó phải được nghe giáo dục và phải có một phương pháp tu. Rồi về cầm một chiếc máy nghe pháp chỉ cho người ta cầm nghe hoài luôn. Nghe trong vòng một năm, hai năm sau là tự nhiên con người này trở thành thuần thục niệm Phật liền. Trời ơi, những đức ở trong chùa không mà bao nhiêu bà già mới đến mới gặp những đức, có nói thầy ơi, thầy coi nè, chiếc máy hai năm mấy nè thầy, cầm nghe hai năm mấy nè. Nó hồi sáng có một số phái đoàn mà những đức gặp họ nói nè, trời ơi nghe lâu thế ghê mà bây giờ mới gặp thầy á. Sao trong máy thầy nói thầy xấu lắm mà ở ngoài cũng coi được mà. À, thấy rõ ràng không? Là nghe rất là lâu. Một chiếc máy nghe pháp quý vị thấy không? Tặng cho người ta một chiếc máy nghe pháp nó trọng lượng vô cùng chưa? Đi chùa không nghe giáo dục, đi lễ lại cầu xin, được lợi ích hay không? Những đức thấy những ngày 14, 15 mà thôi. Ở bên kia bệnh, cái đường vô chùa thôi đầy người ta hết, đông dữ lắm. Chùa bên đây cũng đông mà giống như chỉ một phần thôi, bên kia 10 phần mà toàn là đi vòng vòng không à. Rồi bận đầm bận riết bận củng rồi bận dây không dây gì tá lả âm binh, đi tràn lan đại hải là lối sùm. Đi vô chùa một khi nó còn không vô chánh điện lễ Phật mà. Không vô đảnh lễ Phật ba lại luôn. Đi vòng vòng, đi chút đói bụng đi kiếm cơm mà. Quằn ta tứ tung lang thang hỏi chỗ nào cho ăn cơm. Ăn cơm xong có sức đi tiếp tục nữa. Thì bị coi đi như vậy một ngày dù đi được 20 ngôi chùa về phe sùm, vì được lợi ích hay không? Quý vị đi 20 ngôi chùa như vậy, rồi vì về tới nhà quý vị được lợi ích. Được lợi ích cái gì? Được lợi ích là quý vị thở không nổi. Mệt quá. Rồi được lợi ích là ngày mai đi khoe cho người ta. Tháng 7 đi 20 ngôi chùa và qua đi quá trời đi. Đi trầu tranh thủ. Vừa đi vô chùa lại Phật lia lịa chứ. Mới còn nhiều chùa mà đi khóa trời đi luôn. Đi đến nỗi mà vô chánh điện mà tôi không thấy mặt của tượng Phật luôn. Lễ Phật mà không thấy mặt tượng Phật luôn mà. Tại vì tranh thủ. Đi vô đi vệ sinh mà đi chưa xong hết chân là bị cái bà trưởng đoàn má hối để chạy. Quần áo gì xăng quần lên mà chạy. Thì đi trễ mà bỏ chết luôn. Bữa đó cái nhóm đi thập tự, nguyên nhóm đi vô đi vệ sinh. Cái bắt đầu đi vô sao có ông bà tự nhiên vừa bước vô cái nhà vệ sinh, không biết sao cái móc phá, nó phá là bà chồng bà la. Chậu bà la quá trời la. La ông sùm chứ bà kêu nó chậu xong bà kỳ cổ bị. Thì sao mà cái móc phá nó phá là thôi ô mở khóa giùm cho tôi. Cái bà trưởng đồng nó bỏ chết luôn á. Coi thấy không? Lăn xăng. Đó. Nếu như đi đến chùa mà không nghe giáo dục mà đi vòng vòng đấy, gọi là quỳ trước Phật là cầu xin không à. Vậy thì đi cho 100.000 năm đi chăng nữa nó cũng có kết quả. Tại vì nó có biết cái gì ở trong Phật pháp ở đâu mà kết quả. Hiểu không? Phật pháp là một nền giáo dục mà mình thì không tiếp nhận giáo dục. Quý vị biết rằng con người chúng ta mà hơn loài cầm thú là chỗ nào không? Được dạy. Biết chưa? Được dạy nó mới hơn loài cầm thú. Còn nếu như con người chúng ta mà không được dạy là còn ác hơn cầm thú nữa.
Con cọp thì nó có thể gặp chúng ta, nó chụp chúng ta một cái, nó ăn thịt một người, rồi xong nó có thể no được vài ngày nó mới kiếm mồi nó ăn nữa. Nhưng nếu con người chúng ta mà không nghe giáo dục mà nó ác rồi đó nghe quý vị, nó dùng cái lưỡi nó không, nó giết hàng vạn con người luôn đó. Nó dùng cái khói ốc của nó thôi, nó nghĩ ra những cái loại mà chất độc hay là những cái loại chất nổ gì mà có thể giết một phát bao nhiêu con người luôn, quý vị công nhận không? Đó. Bây giờ tất cả những cái con người mà họ suy nghĩ ra những cái thứ giết người toàn là con người không nghe về giáo dục nhân quả mà làm. Nếu như một con người mà nghe giáo dục nhân quả, quý vị nghĩ người ta dám làm không? Không bao giờ dám làm cái chuyện mà suy nghĩ ra những cái thứ giết người. Dù là giết giặc cũng không dám suy nghĩ ra nữa. Tại vì nó đều dính vào định luật nhân quả hết. Hiểu không? Nó chỉ có là người ta không nghe được cái nền giáo dục nhân quả người ta mới dám làm thôi. Mới dám làm những việc giết người thôi. Rồi thí dụ như bây giờ quý vị là người nghe giáo dục, quý vị vô chùa, dù tiền người ta rớt quý vị cũng không dám lụm nữa. Sao dám lụm? Mình thấy tiền người ta rớt mà mình đi lụm mình lấy là mình mang tội ăn cắp rồi còn gì nữa. Mình có lòng tham, mình ăn cắp. Hiểu không? Mà mình ăn cắp của Tam Bảo. Mà chư tổ sư nói rằng là ăn cắp của Tam Bảo tội này còn nặng hơn tạo tội ngũ nghịch. Nếu quý vị nghĩ, quý vị nghe giáo dục rồi dám không? Mà mình không dám làm mà mình còn dạy con cháu mình nữa. Nên đi đến chùa mà không nghe được giáo dục mà đi vòng vòng cầu sinh, thì cái việc đi cầu sinh vòng vòng là không được lợi ích. Quý vị phải nhớ rằng cái quan trọng vô cùng là đi đến chùa nghe được giáo dục, nghe được định lực nhân quả và có một phương pháp tu. Cái này là cực kỳ quan trọng luôn. Còn nếu như cứ đi vòng vòng nhìn đầu này nhìn đầu kia, hoặc là nghe núi đó có cái tượng Phật gì đó linh lắm, đi đến lễ lại cầu xin ở cái chỗ nào đó, thấy người ta đi đến lễ lại đông dữ lắm, bà ô linh dữ lắm, bà ô cái đầu đi đến dù quý vị đi thêm 1.000-2.000 năm sau, gia đình quý vị có sự cố xảy ra, quý vị cũng chơi dơ. Tại vì quý vị cầu cái bên ngoài mà mình không nghe giáo dục để mà phát triển cái bên trong. Con người khi nghe giáo dục là nó phát triển được cái bên trong, mà cái bên trong nó phát triển được á, thì tức khắc quý vị biết rằng là gặp những sự cố trở ngại gì trong cái cuộc đời chúng ta, thì tức khắc chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Nên cái việc mà đi đến chùa nghe giáo dục là cực kỳ quan trọng. Nhưng ít có ngôi chùa nào mà họ giảng dạy cho quý vị nghe về cái việc trong Phật Pháp lắm. Phần nhiều là tự nhiên đi đến lễ lại thắp nhang, hoặc là chương trình gì người ta cũng là nghi lễ. Quý vị coi bây giờ nghi lễ ỏ e, quý vị đọc theo được không? Có những cái nghi lễ quý vị không đọc theo được, mà quý vị cũng không biết nghi lễ là cái gì đó, nhưng mà đứng đó ngồi đó làm nè, làm như cái gớm lắm như là hỏi biết gì không? Không. Không mà thấy ghê quá, thấy dữ dằn quá. Vì đâu thấy có cái ông nào mà bận bộ đồ giống như ngày Địa Tạng rồi cầm cái cây quơ, tôi ớn quá. Lấy nước gạt vô, hỏi nước gì vậy? Nước cam lộ đó. Tôi đưa cái đầu tôi hứng quá trời luôn, hứng để tiêu nghiệp không? Toàn là nó thành mê hoặc điên đảo hết quý vị. Tự nhiên mình đi đến chùa mình không hiểu một cái gì là trở thành mê hoặc điên đảo. Mà trong Phật giáo đó, nó là chánh tín. Còn mình đi học đạo mà trở thành mê hoặc điên đảo, ngu si không biết một cái gì cả. Hiểu không? Nó tự nhiên người ta bài vẽ sao nghe vậy à. Còn bây giờ chúng ta đi đến một ngôi chùa mà nghe giáo dục, người ta chỉ dẫn mình một tư tưởng luôn, đưa cho mình một tư tưởng luôn. Có nghĩa là mình gieo nhân sao mình gặt quả vậy. Mình hiếu với cha mẹ mình thì con mình hiếu với mình. Mình thương yêu người ta thì người ta thương yêu mình à. Mình nhịn người ta thì gia đình hòa thuận à. Có nghĩa là cái nhân cái quả nó trả lại tức thờ. Mình vừa nghĩ cái điều thiện đến với người ta là cái tâm mình vui liền. Mình vừa nghĩ cái điều bất thiện với người ta là tâm mình bất an liền. Bây giờ quý vị coi ngồi trong đây, nếu có một tên ăn trộm nào nhìn của người ta, phải là nó đang tiêm tập thụi thụi không? Nó bất an liền. Bây giờ quý vị đi hỏi 100 thằng ăn trộm đi, đi gìn của người ta coi rung không? Nó rung kinh khủng luôn. Quý vị biết rằng sợ người ta chụp cổ, hiểu không? Đó. Nhưng mà thiết là đáng thương, hoàn toàn là do của trong mạng mình mà ra. Bởi vì đáng thương và tự nhiên bản thân của mình đi lấy của trong mạng của mình mà cho rằng mình may mắn. Quý vị coi, bây giờ của trong mạng được 1 tỷ bạc, đi lấy của người ta được 500 triệu thôi. Trong đó nó đã tổn hết khoảng 300 triệu trong đó rồi.
mà nói là ngày nay mình may mắn, mà nó còn mang cái tội ăn cắp. Quý vị có kinh khủng không? Còn nếu như trong mạng mà nó không có cái số tiền đó, đố quý vị đi lấy người ta của người ta được? Không bao giờ đi lấy của người ta được. Nên từ nơi đó quý vị phải biết rằng là cái tội ăn trộm ăn cắp là cái tội của nhân nghèo nàn. Mà cái nhân nghèo nàn này nếu mình mà không dạy con cháu mình là tiếp nối con cháu mình nghèo nàn. Quý vị coi cái nhân của cha mẹ nó sanh ra con cháu. Cái nhân của cha mẹ nó sanh ra con cháu. Quý vị phải để ý nha. Quý vị để ý đi. Nhiều người làm cha làm mẹ là người hát hay thì tự nhiên nó sanh ra con hát hay. Để ý đi. Đúng không? Có nghĩa là nhân quả nó rất tương đồng, giống như giọt nước trước nhiễu sau thì giọt nước sau nó nhiễu theo vậy đó. Còn cái nhân của cha mẹ hư hỏng là con cái nó lao theo Iran luôn. Con nhỏ nó nhìn thấy Iran vậy. Còn nhân cha mẹ cờ bạc thì con cái nó ít gì nó cũng biết xè bài. Đúng không? Còn cái nhân cha mẹ thái mái tay chân thì con cái nó thái mái tay chân. Mà nó chịu cái quả báo cả đời là người ta nghe đến con ông bà đó là người ta tránh xa. Quý vị thấy cái quả báo này đáng sợ chưa? Nên từ nơi đó mà mình đi đến chùa phải căng nghe giáo dục để mình biết được cái việc nhân quả nó phải làm sao cho phù hợp. Nên mỗi một con người chúng ta bây giờ nghe được Phật pháp quý vị, cố gắng tu nhân tích đức, rồi đi về đây chân thật mình dụng công mình tu, để rồi mình đem cái công đức này mình cầu an cho người thân và mình cầu siêu cho người thân của mình, và tiếp nhận giáo dục mỗi ngày những đức điều có chia sẻ Phật pháp hai thờ. Quý vị ở nhà cố gắng nghe để gây dựng pháp môn tịnh độ này cả đời mình tu, để cuối đời mình đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.